900 thằng như tôi ăn lương mất 70 tỷ nữa, và những thằng đầu trưởng đầu não thì là ăn lương 30 tỷ. Nó ở trên là chỗ mặt 5.000 con người cứ nó đông như thế, nó ăn của mày 70 tỷ thì những thằng trung chiêu như mày mày làm cái gì đấy? Và xin thưa anh chị, trong một cái đêm định mệnh nó gọi là ngày 31 tháng 7 năm 2012, tự tay tôi phải ký vào đơn là xin hạ chức của mình, tức là cắt chức của mình để xuống cấp thấp hơn. Tức là trước đây nha, chúng tôi có trưởng phòng nhân sự này, xong trên lại có giám đốc ban nhân sự này, xong trên lại có giám đốc khối nhân sự này, xong trên lại có phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự này, chưa kể là tổng đốc bảo vệ riêng nhân sự phần quan trọng anh cũng phải quản lý một tí. Tóm lại có rất nhiều thằng quản lý, vì vậy bây giờ cắt đi, chỉ còn thằng nữa là giám đốc khối nhân sự thôi, là thôi. Còn những ông khác tụt xuống quản lý tầm khoảng chuyên môn nhỏ của mình thì đều là trưởng hết, và cắt hết tất cả các phó, và cắt chức tất cả những thằng nào có chức danh phó tại bên tôi. Và xin thưa anh chị, ngân hàng tôi còn có tổng khoảng gần 5.000 người thôi, nhưng điều đặc biệt là tôi tiết kiệm được 70 tỷ lương một tháng. 70 tỷ lương một tháng nhân với cả 12 tháng thành bao nhiêu? Hàng nghìn tỷ đồng. Và tôi lấy số tiền này để tăng thêm cho người lao động bên dưới, anh chị thấy có ok không? Vậy bây giờ tôi quay trở về cái câu chuyện của anh chị, tôi không còn là máy may, tôi không biết thế nào. Chúng ta có mấy nhân viên này, mấy công nhân này, chúng ta có phó tổ trưởng này, chúng ta có tổ trưởng này, xong chúng ta lại có phó quản đốc này, chúng ta có quản đốc này, chúng ta có phó phòng nọ, phó phòng kia này. Vậy thật sự vai trò của phó là gì? Ta phải xem lại. Cái người lao động ấy, người ta rất ghét cái yếu tố là chồng lớp như thế này. Vì sao nhá? Chẳng tôi là nhân viên, lúc sau thằng tổ phó đi qua mày phải làm thế này, lúc sau thằng tổ trưởng đi qua mà không em phải làm thế này. Vậy theo anh chị, thằng công nhân nó sẽ nghe, nó nghe thằng tổ phó, nó nghe thằng tổ trưởng? Tôi dám đảm bảo nó sẽ nghe thằng tổ trưởng. Thế vậy bây giờ thằng tổ trưởng, thằng tổ phó nói cùng nhau thì còn ok, đối với hai thằng nói ngược nhau thì như thế nào? Hơn nữa là thật sự cái vai trò trung gian của phó làm cho người ta cảm thấy rằng nó có một cái gì đấy. Người ta hay nói câu này này, bọn phó nó có làm gì đâu nhỉ, mà tại sao nó thế nhỉ? Cái này là vấn đề tâm lý nhá. Vì vậy ở đây tôi xin nhắc lại là nếu mình phụ chúng ta sắp xếp lại ấy, là gì? Ví dụ tôi nói thế này, một trưởng, hai phó bên dưới, vậy hai phó này có được thực sự là phụ trách các cái mảng riêng biệt không? Hay là chỉ là quản lý một cái tầm gọi như vừa vừa thôi, còn việc thì khó vẫn đẩy lên trưởng. Tôi khuyến khích anh chị nếu có phó là làm theo kiểu là phó là phải phụ trách các mảng riêng biệt và được toàn quyền trong mảng đấy, và ông trưởng không can thiệp vào nữa, và ông trưởng lúc đấy là chỉ quản lý hai đầu phó là thôi, là ông trưởng tuyệt đối không xuống để mà tiếp tục là đưa chỉ đạo cho nhân viên bên dưới. Còn nếu mà cái loại phó mà nằm theo kiểu trung chiêu giống chúng tôi trước đây ấy, nằm lờ ở đây này, thì thật sự là chưa, nói thật nhé, anh chị nên cắt bỏ. Vậy thì cắt bỏ nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Cắt bỏ nó sẽ liên quan đến lương thưởng, đúng không? Vì vậy ở trong công ty chúng ta nên xây dựng hệ thống lương theo kiểu là song song thế này: người quản lý có ít thôi, và toàn là trưởng hết, trưởng phòng sản xuất, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng nọ, trưởng phòng kia. Còn những cái người nào có chuyên môn rất cao nhưng mà chưa lên đến trưởng phòng, mà hơn nữa có thể người ta không thích quản lý đâu, thì cho ăn một cái ngạch lương người ta gọi là lương theo kiểu lương chuyên gia. Tức là sao? Tức là riêng lĩnh vực may nhé, may cái cổ áo này, tao là số 1 về may cái cổ áo này. Nhưng rõ ràng ăn lương của cái thằng may cổ áo xịn đấy có khi còn cao hơn cả hàng gọi như là trưởng phòng. Rõ ràng đấy là ngành chuyên gia, tức là tao chuyên gia lĩnh vực đấy rồi, nhưng đừng bao giờ bắt tôi phải sang kia tôi làm trưởng phòng, vì tôi chỉ giỏi may cái cổ áo thôi, tôi đâu có giỏi để làm quản lý đâu. Anh chị hiểu vấn đề không? Vì vậy là cái hệ thống này của chúng tôi là như vậy đấy. Bên tôi tổng giám đốc ăn lương có khi còn thấp hơn thằng cán bộ chuyên gia số 1 về tín dụng. Lương tổng giám đốc bên tôi là 3,3 tỷ, nhưng thằng số 1 về tín dụng nhá, nó chẳng có chức danh quản lý gì cả, nhưng mà cái gì liên quan tín dụng là phải hỏi nó về vấn đề kỹ thuật chuyên môn ấy. Lương của nó là gần 4 tỷ đồng, nó chỉ chuyên về tín dụng thôi, nhưng bởi vì nó là quản lý về mặt tín dụng thôi mà, tức là vì mặt chuyên môn ấy, nó không tham gia vào việc ký tá, không tham gia điều hành. Vậy cái chỗ này nó cũng làm cho những người công nhân ấy, người ta cảm có động lực hơn, tức là người ta không cần lên tổ trưởng, người ta không cần lên trưởng kíp, người ta không cần lên trưởng cao, nên mang tính là quản trị và quản lý, và anh phải chịu trách nhiệm về hiệu suất làm việc của anh em bên dưới. Còn đây là nó về mặt kỹ thuật chuyên môn, tôi là người may cổ áo cực đẹp, tôi là người may được cái loại áo body này, tôi là người có kỹ thuật cắt như thế này, thì tôi vẫn có quyền được hưởng lương cao trong ngành phẩm như vậy. Còn cái quá trình xây dựng ra làm sao tôi sẽ nói sau, đúng không? Cái đấy là từ câu chuyện khác. Chính sách quản lý phức tạp, làm nhằm phụ thuộc vào người quản trị, nguồn lực sở hữu thì cũng tương đối là hạn chế, nhưng mà sử dụng không đúng, và đặc biệt là năng lực bản thân của các anh các chị là người quản lý tại đây. Thì xin thưa các chị, hiện nay chúng ta có một cái vấn đề như tôi vừa nói, là người quản lý của chúng ta hiện nay là chủ yếu đi lên từ vấn đề về chuyên môn, vì vậy không ai đào tạo cho anh chị về kỹ năng và kỹ nghệ quản lý cả, mà chúng ta vẫn mang những yếu tố chuyên môn ra, chúng ta đè hàng người khác thôi, chứ còn các yếu tố về nhân sự, các yếu tố về kỹ năng mềm về chúng ta không ai được đào tạo hết. Tôi nói thật, kể cả như bọn tôi trước đây làm ngân hàng cũng vậy, ai đào tạo đâu. Vậy thì ở đây những lớp đào tạo, và đặc biệt là những ý thức tự nâng cao trình độ anh chị là rất quan trọng. Vậy phần một nó rất quan trọng với anh chị, đó là liên quan các anh chị tại đây. Thì xin thưa anh chị, hiện nay là cái gánh nặng thì của công ty nó rồi đôi vai của chúng ta là các nhà quản lý và lãnh đạo, và chúng tôi cần những con người hết sức là anh hùng như thế này.
Vậy thì xin thưa các chị, ở đây làm thế nào để người quản lý tốt? Thì tôi xin tạm gọi tất cả anh chị đều là lãnh đạo hết nhá, đừng phải gọi là quản lý của lãnh đạo nữa, anh chị đều là lãnh đạo bộ phận của mình cả. Vậy lãnh đạo là ai? Lãnh đạo là một động từ, không phải là một danh từ. Lãnh đạo là hành động, không phải là vị trí. Lãnh đạo được xác định là những việc chúng ta làm, chứ không đơn thuần là vai trò trên giấy của chúng ta. Vì vậy anh chị có thật sự được coi là lãnh đạo trong mắt của người lao động hay không, nó phụ thuộc vào việc anh chị làm cái gì, chứ không phải là hôm qua ông Thắng ông cho anh chị cái chức danh gì. Chức danh lấy trong túi ra rất dễ, thu lại cũng rất dễ, nhưng vấn đề là cái hình ảnh của anh chị trong mắt người lao động người ta thế nào thôi. Vậy tại sao nó giải thích rằng khi tôi tầm khoảng 30 tuổi chưa được bổ nhiệm là cái gì, thì khi mà đến ngân hàng rất nhiều thằng hỏi ôi lãnh đạo đi đâu đây, trong đó cái lượng nhiều người được bổ nhiệm lãnh đạo người ta vẫn bảo thằng nọ và con kia. Vậy xin thưa anh chị, để trở thành lãnh đạo như vậy, có hình ảnh tôi muốn chia sẻ với anh chị đó chính là hình ảnh này. Tôi chia sẻ tại hội nghị nhân sự toàn quốc rất là nhiều lần và người ta đều rất là tán thưởng hình ảnh này, đó chính là vai trò lãnh đạo như sau. Một đội quân gồm các chú cừu nhưng được lãnh đạo bởi con sư tử thì bao giờ cũng đáng sợ hơn một đội quân gồm các con sư tử khi được dẫn dắt bởi con cừu. Riêng ra câu lời ra chị đã đủ hình dung rồi. Đội quân này biết phân xưởng này toàn cừu, toàn những đứa vừa mới vào vừa chưa biết may mặc cái gì lại còn hay láo hay cãi, như được dẫn dắt bởi con sư tử thì bao giờ nó cũng sẽ là làm được nhiều việc và nó đáng sợ hơn một đội quân gồm toàn chuyên gia giỏi, toàn các đại người gắn bó lâu năm nhưng mà đứng đầu bởi một con kỳ. Vậy ở đây cái sai lầm mà tôi xin nói lại cái chỗ này, gọi thể nói là sai lầm, chúng ta hiện nay chọn những người đứng đầu các ca các kíp chưa thực sự là con sư tử, chỉ là anh giỏi chuyên môn đấy. Anh giỏi chuyên môn không có nghĩa là anh làm sư tử được nhé. Sư tử nó phải là con gì đấy, nó có một cái uy, nó có một cái gì đấy, có anh hùng, nó có một cái gì đấy, chỉ bảo mọi người được dám nhận trách nhiệm về mình, dẫn dắt đội ngũ, chia sẻ thông tin, tóm lại có nhiều thứ lắm. Vì vậy ở đây mặc dù tôi rất vợ nhưng tối nào tôi đi xem phim ở ngoài rạp, đặc biệt chọn phim Trung Cổ đánh nhau loạn xạ mà xem. Tại sao lại chọn phim này mà xem thì câu trả đơn giản là thế này: đội quân bên này gồm 100 thằng yếu đuối hèn nhát vừa thua trận liền xài liền xiển xong, đội quân bên kia gồm 1000 thằng được trang bị tận chân răng, đúng không, binh hùng tướng hậu, nhưng cuối trận phim vào thắng thằng thắng chưa chắc nhé. Phải xem lại cái tướng bên này là thằng nào, tướng bên kia là thằng nào. Tướng bên này là một thằng gọi như là dũng cảm can trường, gọi như được tôi luyện trong gian khó, rồi là có ý thức chia sẻ mọi người, sẵn sàng làm gương trong mọi tình huống, vân 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 vân. Còn bên kia là một thằng tướng chỉ giỏi ra lệnh thôi, lo thân mình suốt ngày vớ vẩn đổ lỗi cho tập thể. Thì tóm lại cuối cùng kiểu gì đội bên này cũng thắng, và đấy là thực tế đã chứng minh. Vậy xin thưa anh chị, tôi hỏi là cái hết sức nghiêm túc, anh chị có thể là gắn bó đến lâu năm, các chị đã có thể được bổ nhiệm làm trưởng phòng hay trưởng vip trưởng ca, nhưng vấn đề là cái hình ảnh của anh chị trong con mắt của cái người lao động nó nhìn lên ấy, là anh chị đang là cừu là sư tử mới là quan trọng. Vì vậy tôi báo cáo anh chị thế này, khi tôi được bổ nhiệm làm giám đốc nhân sự tại Methambank hầu như không ai ngạc nhiên, mặc dù tôi là giám đốc nhân sự trẻ nhất trong tất cả loại giám đốc nhân sự có thể có được của ngân hàng. Anh chị tưởng tượng nhá, không học nhân sự một chữ nào, đang làm giám đốc kinh doanh, đang làm giám đốc chi nhánh, được bổ nhiệm phác phác lên làm giám đốc nhân sự, và 6000 cán bộ nhân viên mà như tôi nói vừa rồi với anh Thắng ấy, nhân viên các anh chị cực kỳ hiền, vì họ là công nhân, họ vẫn là công nhân và việc suy nghĩ họ lành hơn rất nhiều. Còn chúng tôi là 6000 người làm lĩnh vực tài chính ngân hàng đấy, chị biết rồi, cái bọn kim tiền này đầu của nó hổ báo cáo trồn, nó không đơn giản như chị đâu nhá, nó có nhiều cái lý luận, nó có nhiều cái nhìn nhận, nó khác người khác đời, nó không phải là đơn giản như kiểu là công nhân sản xuất đâu. Vậy thì tôi được lên, vậy mà nó chấp nhận thằng 30 tuổi ngồi đè đầu chúng nó không đơn giản thế nào. Vì có thể nó nhìn thấy trong tôi có một cái tố chất còn con sư tử chăng, chứ thực tế tôi chẳng có gì hơn họ cả, tuổi đời kém này, tuổi nghề kém này, tôi làm ngân hàng được 2 năm 3 năm, trong họ làm 20 năm rồi, trình độ về chuyên môn thậm chí có nhiều thuật ngữ về ngân hàng tôi không hiểu, tôi nói thật đấy. Thậm chí nó lên nó ký tôi, em làm kế toán biết đấy, bảo là anh ấy ký cho có sổ phụ, tôi đập bàn cái là tại sao tao phải ký sổ phụ, mang sổ chính của tao ký mà chính tôi này, nó thế anh không biết gì, nó không biết đâu. Nhưng quan trọng là có tinh thần học hỏi, có tinh thần sẻ chia, sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình và luôn luôn có một cái nếu rất là công bằng, chính trị, văn minh, công khai, thì nó là tinh thần con sư tử. Vậy thì đây tôi xin nhắc lại một lần nữa là nếu anh chị chưa thật sự đánh con sư tử mà đặt anh chị vào vị trí của con sư tử nhé, bản thân anh chị cấm cực kỳ mềm mỏng. Những con hổ báo cáo trồn bên dưới nó tìm cách ăn thịt anh chị, nó sẽ tìm cách để nó phá đàn, phá đốn, phá số. Vì vậy ở đây tôi xin nhắc lại là vai trò rất quan trọng. Vậy làm thế nào để trở thành cái con sư tử này thì báo cáo anh chị như sau: người dẫn đường, người truyền đường, thủ lĩnh, thần tượng, nhạc trưởng, huấn luyện viên, người thầy mẫu mực và tác nhân xúc tác. Và tôi phân tích từng cái một nhé. Người dẫn đường có nghĩa rằng trong việc gì anh chị cũng phải là người đi đầu, không phải là người đi sau.
anh chị bảo người ta làm gì chị làm trước, rồi kêu tôi cái nó gọi là dẫn đường, chứ không phải là chúng mày cứ làm thử đi, có gì thành công thì tao nhận là công của tao, còn thất bại thì tao sẽ phải đổ lỗi cho chúng mày. Thứ hai, người truyền lửa Zero có nói rất nghiêm túc, đặc biệt khi tôi vào các khu công nghiệp, tôi thấy rằng cái yếu tố tại sao tao thuê rất nhiều người Hàn Quốc hay là người Nhật Bản hay là người Philippines để làm quản đốc hoặc ca trưởng, vì yếu tố truyền lửa nó rất tốt. Nói giống kiểu tôi ấy, nói nó phải có gọi như là gang thép một tí, nó phải có một cái gì đấy, thậm chí dùng từ chạy rõ thì cũng được, nhưng đặc biệt anh chị phải nói được. Còn đây một người quản lý cả một đội nhóm phân xưởng 15-20 con người, nhưng nói ì à ì đè, nói trong người ta cảm thấy là không biết ông định chia sẻ nỗi gì. Vì vậy người ta nhìn thấy cái hình ảnh của anh có thể nó sẽ bị hạ thấp một chút. Vì cái chỗ này là phải rèn luyện thôi, tức là mình nói một cái gì đấy nó phải có nhiệt huyết một tí, nó có tâm một chút. Người truyền lửa thủ lĩnh thì tôi phải nói là đúng rồi, thần tượng. Anh chị là thần tượng họ về lĩnh vực gì? Anh chị thần tượng về kỹ năng may tốt, hay anh chị thần tượng về việc là quản lý tài chính xuất sắc, cả công ty thì không ai làm được, cái đó là ông yếu tố thần tượng, hay là đơn giản là một người tốt bụng, là một người có gia đình hoàn hảo, tóm lại là cái gì cũng được thì cần có yếu tố để người ta thần tượng anh chị. Tiếp theo, nhà trưởng. Nhà trưởng có nghĩa rằng cái này quan trọng này, không chấp nhận trong đội ngũ của mình có một điều kèm làm việc. Tao là nhà trưởng, tao bảo chúng mày làm này, tất cả mọi người về cơ bản đã làm cái này rồi, vậy bên dưới sẽ có một số thằng cố tình phá đám và quấy rối bằng cách là đưa ra những đèn điệu kèn lạc điệu, vậy anh chị chấp nhận điều này là không được. Anh chị có giáo dục, anh chị có uốn nắn, nhưng rồi nếu mày vẫn đảm bảo rằng mày vẫn muốn đi lạc điệu này thì xin lỗi anh chị em nhé, với chúng tôi không cần người như vậy cho là khoản tổ chức của chúng ta, dù người nó sỏi đến đâu. Vì vậy với chúng tôi không chấp nhận cái điệu kèn lạc điệu, vì đơn giản là hóa tấu là tất cả mọi người cùng một điệu kéo một mình kéo ngược lại, rồi mình kéo hay nhất là chưa rõ ràng ai nghe được, đúng không? Vậy xin thưa chị, cần nhà trưởng để làm đấy, chứ còn nếu mà cho mỗi thằng một phách thì chống cái xuôi trần thì thổi ngược nói làm gì. Vì vậy với chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa nhé, chấp nhận có tật của đội ngũ cán bộ nhân viên, tao chấp nhận có tật, tao muốn nắn rồi, nhưng khi nó đứng cùng đội ngũ này giống năm anh em trên chiếc xe tăng lên được quên tên mình đi mà hoặc cùng một nhịp đập cơ mà, thằng xe tăng lại tăng đã bảo tao là giỏi nhất thì tao cứ tặng đi một hướng à. Vậy xin lỗi, kể là thằng đó là liệu đó là giỏi đến mấy, chúng tôi cũng sẽ cho nó vào đội làm huấn luyện viên. Xin thưa, từ huấn luyện viên là rất quan trọng, không thể lấy tôi là huấn luyện viên bóng đá được, mặc dù tôi có thể là rất giỏi nói về bóng đá, bởi vì đơn giản tôi không biết tâng bóng thế nào, tôi không biết cách gọi như là xúc vào cầu gôn ra làm sao. Vì vậy nó phải là huấn luyện viên, tức là bằng thực hành, dạy dỗ bằng thực hành, người thầy mẫu mực dạy người ta cái gì đó, chứ không phải là chỉ đưa cho các mệnh lệnh tạo tác được xúc tác. Vậy ở đây tôi xin phép anh chị này bắt đầu cái lúc và tôi dùng cái bảng này. Vậy xin thưa anh chị, hiện nay chúng ta hiện nay là lúc đảm bảo chúng ta là lãnh đạo, vậy chúng ta đang ở cấp độ lãnh đạo nào hay là quản lý nào, tôi xin phép chia sẻ chị tại đây. Và sau ngày hôm nay tôi nghĩ rằng chị sẽ nhận được ra mình còn yếu cái gì mà vì sao nhân viên của mình có ra đi. Bốn cấp độ lãnh đạo này tương đương với cả bốn chữ R trong tiếng Anh, tôi sẽ giải thích từng từ R một. Cấp độ thấp nhất, chữ R đầu tiên người ta gọi là right này dịch tiếng Việt nó gọi là quyền lực, là lẽ phải, là mệnh lệnh. Tức là anh chị đang quản lý người khác bằng quyền lực của anh chị, bằng mệnh lệnh của anh chị, nhưng cấp độ này là cấp độ thấp nhất, cấp độ 4 là cấp độ thấp nhất. Tức là anh có lên làm tổ trưởng thì anh mới có cái quyền này, anh lên làm phó giám đốc anh sẽ có cái quyền này, nhưng cái này nó sẽ dễ dàng mất đi khi anh không quản lý trước đó nữa. Và người ta có nghe anh, nhưng đơn giản người ta có phục anh hay không thì đấy là câu chuyện khác. Là mày không được đi sớm này, mày không được về muộn này, mày không được thế nọ, mày không được thế kia, mày phải thế này, mày phải thế khác, là người ta có nghe. Thì đây là cấp độ thấp nhất. Hiện nay ở Việt Nam 80% đến 90% các vị lãnh đạo quản lý là dựa vào cái này, và ngoài này ra chẳng có gì khác hết. Vì vậy nó có câu chuyện là hôm nay ông còn là trưởng phòng của tôi thì ông thì tôi phải nghe ông, ngày mai ông chuyển phòng khác, thậm chí gặp hành lang để thầm chào, chưa kể cả giám đốc nhé, ngày nói chuyện như là quanh cháo đâu, nó nghe ngày nào xe ô tô trước khi vào đứng chào anh như này, rồi hôm sau về hưu cái quay lại cơ quan nó bảo vào có việc gì, bảo cho anh vào anh lấy lại cái đồ về anh cái cho em tận chứng minh thư trông anh quen quen thế à, muốn nó chạy là bây giờ từ vì cái đường anh thương tôi đang sợ ngày nào đó anh thắng quay lại đây nó bảo cho anh quen quen vậy. Bây giờ cấp độ này quan trọng này, và cái này nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề tại đây. Cấp độ 2, cấp độ thứ 3, cấp độ 2 tiếng Anh nó gọi là reflection. Reflection là gì thì xin thưa anh chị, cái từ này khi dịch tiếng Việt nó hơi khó dịch, anh chị chỉ cần nhớ rằng nó là ánh xạ và làm gương. Lãnh đạo muốn nhân viên của mình thế nào, anh chị phải là người như vậy. Anh chị muốn nhân viên hành xử thế nào, anh chị hành xử như vậy. Vậy câu chuyện như sau. Khi tôi lên làm phó tổng thống tại Metropolitan, tôi là thằng cực kỳ ghét cái việc đi sớm về muộn, đi muộn về sớm.
Vì vậy tôi có quy định thế này: đồng hồ chúng mày đeo trên tay đều đồng hồ Thụy Sĩ cả, vì đồng hồ của Nhật cả. Vì vậy đừng có nói chuyện là đồng hồ chạy sang, vì đồng mày chúng mày đeo đồng hồ xịn cả. Vì vậy tao cần mày đến đúng giờ, nên thằng nào thằng 8:03 là tối đa có mặt tại cơ quan. Còn thằng nào mà đến muộn sau 8:03 thì có trách nhiệm gọi điện trực tiếp cho tao để xin phép tao và nói rõ lý do vì sao đến muộn. Còn thằng nào mà không gọi điện trực tiếp cho tao sau 8:03 đấy thì chỉ cần vi phạm lần đầu tiên tao đuổi khỏi tổ chức tao. Anh chỉ thấy kinh chưa? Đấy là quyền đấy, lệnh đấy, là cấp độ số 4 đấy. Nó nghe không? Nó có nghe. Nhưng xin lỗi nhá, bác trưởng tôi đầy ở ngoài kia, mẹ thằng Dũng này, tinh tướng này, đi làm mẹ sớm thế, ai làm được bác trưởng tôi và dân Bắc Kỳ thì biết rồi, nó trưởng kinh khủng luôn. Vậy bây giờ này, một hôm sau đi ăn sáng chẳng hạn như với bạn tôi đối tác là chỗ anh Thắng đây, tôi đến cơ quan lúc bây giờ là 9:15, tôi phát hiện ra có 3 thằng trưởng phòng tôi không có mặt. Tôi bảo nhân viên mày gọi lại 3 thằng trưởng phòng kia là những thằng nào mà tại sao nó không có mặt. Nhân viên bảo dạ từ sáng không thấy anh ấy đâu. Mày bảo thế chúng nó có gọi điện cho tao không, hay là có nhắn chúng mày là nói tao là lý do về sao đến giờ chưa đến không. Mấy nhân viên bảo dạ thưa anh không nhắn ai anh ạ. Mình bảo vậy chúng ta coi như hôm nay là xong rồi, tao không được quyền đuổi chúng nó vì cấp bậc phân cấp là chủ tịch hội đồng quản trị đuổi chúng nó. Mày về viết ngay đơn đề nghị đuổi việc ba thằng này, tao sẽ ký và hội đồng quản trị phải đuổi việc ba thằng này cho tao vì đơn giản nó vi phạm cái lệnh của tao. Con thư ký về viết đơn là đề nghị đuổi việc. Lúc giờ tôi đang tiếp chẳng hạn như anh Thắng được ạ, tôi ký xin lỗi anh chị em không thật đọc luôn, không thể biết mày ủng hộ thằng nào. Xoay 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 manager kia chủ tịch hội đồng quản trị đuổi việc ba thằng này vì đã vi phạm đúng theo điều khoản này. 10 phút sau chủ tịch gọi điện cho tôi: Dũng, mày đang ở đâu? Bảo dạ em ở trong phòng. Thế sắp tới mày định làm việc ở đâu? Mình đang làm việc ngân hàng, làm việc ở đâu? Mày lên đâu ạ? Lên chủ tịch. Chủ tịch bảo mày xem lại đơn mày vừa ký đi. Mày vừa ký gì? Ai đuổi việc ba thằng này gì? Em ký đấy, đuổi việc cho em cái. Có vấn đề gì đâu anh? Ông mà mày làm thế vậy đi. Danh sách những thằng đề nghị đuổi việc: 1. Nguyễn Hoài Nam, 2. Nguyễn Thị Hiền, 3. Trần Thị Vân, 4. Hoàng Trung Dũng. Mày có thư ký không? Tại sao thằng nào đấy? Nó bảo dạ thưa anh gọi tất cả mọi người là anh vừa nói sáng nay là thằng nào gọi đi làm muộn sau 30 phút mà không báo cáo ai thì đuổi việc đúng không ạ? Ba thằng kia nó xác nhận rồi, nó không gọi, nó sẵn sàng chờ quyết định đuổi việc nó rồi. Nhưng nó hỏi em thêm một câu: thế ông Dũng 9:15 ông đến ông báo ai? À, tao tiếp bạn tao là ông Thắng. Mẹ thấy ông tiếp bạn ông được, thế tôi không tiếp bạn tôi được ạ? Vì vậy ba thằng trưởng phòng nó ép bằng được con thư ký đưa tên Hoàng Dũng vào đây gửi chủ tịch. Nào tiếp về trong trường hợp này, chủ tịch hỏi tôi mày xử lý trường hợp này thế nào? Sự khó nghĩ phết anh. Chấp nhận không? Dạ thưa em, thôi em xin lỗi anh, có lẽ là cái việc này bỏ qua. Chủ tịch bảo vậy thì về mày đừng bao giờ hy vọng nhân viên của mày đến đúng giờ nữa, sớm nhất. Chấp nhận được không? Vì vậy đấy là câu chuyện thứ nhất để chị thấy rằng liệu đây chúng ta đã như vậy chưa, liệu đã như vậy chưa. Chúng ta quản lý người lao động là chúng mày không được ăn cắp ăn trộm, chúng mày không được lãng công, chúng mày không được bỏ giờ, chúng mày phải chia sẻ, chúng mày phải hỗ trợ người khác, chúng mày phải không có ma sát nội bộ. Nó sẽ nhìn tôi bảo ôi bà chỉ ở phép tôi có làm ở đâu mà tôi phải nghe bảo, mặc dù bà là trưởng phòng tôi thật. Câu em phó tổng bị rơi trình hợp này giải quyết thế nào, dám không, dám chấp nhận không? Đấy là câu chuyện thứ nhất nhé. Câu chuyện thứ hai, tôi có một anh chị bạn làm công ty, cũng là công ty may mặc nhưng mà chị chuyên về phân phối may mặc thôi. Xin lỗi các chị là mở một showroom cực lớn ở dưới Hải Phòng, rất là cao cấp theo phong cách của Nhật Bản. Chị bảo là cái yêu cầu thế này này, tao đi phong cách của Nhật Bản về, tao thấy rằng là nó trải thảm hết tất cả các showroom đồ may mặc rất là sang trọng, và đặc biệt là tất cả khách hàng người lao động đến đấy đều đi chân đất cả, gọi như là mặc kimono đi chân đất và đặc biệt là đi dép của Nhật Bản vân vân. Vì vậy tao đã tiến hành trải thảm toàn bộ showroom của tao và yêu cầu là không được một ai đến đây mà đi giày dép nào. Vậy nhân viên tao rất là, tao ngày nào có mặt thì chúng nó gọi như là không đi giày đi dép nào, còn vắng mặt tao lập tức nó đi giày đi dép vào ngay cực kỳ vô ý thức. Mẹ hôm nọ xin lỗi mày, nó còn có thằng con bé nào đấy đi ra ngoài kia dẫm lên cứ chó ở bên ngoài mang vào là bẩn hết thảm của tao, tao phải giặt lên mấy chục triệu tiền. Vậy tao hỏi mày, nó còn bao treo nhau mà không biết đứa nào dẫm vào. Vậy tao hỏi mày, chúng nó làm ăn cái lỗi gì? Mày về Hải Phòng mày đào tạo tao cái tao trả tiền mày đào tạo giống như ngày hôm nay. Tôi bảo ok em xuống cho. Xuống Hải Phòng chị gọi 300 nhân viên của chị lại ngồi đây thế này, chị ơi các chị gần bằng chúng ta đây một hội trưởng cực lớn và ngay cả hội trưởng đấy cũng trải thảm. Hôm nay tôi com lên cả bạn đàng hoàng ở bên ngoài xuống đến nơi ghi được tất cả mọi người để thấy ra bên ngoài.
tôi cũng bỏ giày bên ngoài mặc quòng lê đi trên đất, anh chị trông cũng vô duyên không? Nhưng tôi tuân thủ bình thường. Và đến nơi chị kê hai ghế trên này giống kiểu tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp khách ấy, kê hai ghế như vậy, chị ngồi ghế tôi ngồi ghế, bắt đầu chị đứng dậy. Hôm nay tôi nói anh chị biết, tôi mời một giáo sư ở trung ương về, cái bọn bên dưới kia từ giáo sư trung ương về vào tay lại làm gì mà giáo sư trung ương về để nói anh chị biết là vấn đề tuân thủ kỷ luật vân vân và vân vân, nếu không tôi đuổi vào đây. Trong quá trình chị nói, tôi nhìn qua tôi hỏi chị một câu, chị ơi trước mặt nhân viên chị cho em hỏi một câu cái, chị đang đi cái gì ở chân đấy? À Dũng ơi, không hiểu à, chị mới đi phép về đấy, mới mua đôi giày Louboutin xịn lắm 30 triệu đấy, em phải đi sướng lắm em ạ, 30 triệu đấy. Tôi hỏi, thưa chị, em hỏi chị một câu, giày Louboutin của chị có khả năng chống dính cứt không? Chị bảo mày nói thế nào, mẹ vẫn dính bình thường, lần đi nó quá mẹ rất là bình thường. Mình bảo vâng, thế thì em hiểu vấn đề rồi. Thưa tất cả anh các chị tại đây, người đứng đầu đã không tuân thủ về việc là bỏ giày dép vào ngoài. Tôi là giảng viên và là bề trên của chị đấy, tôi vẫn bỏ giày dép bên ngoài như bình thường, mặc dù tôi rất buồn cười. Còn chị đương nhiên chị đưa giày Louboutin của chị vào đây và để xin thơ với chị, không bao giờ cần bài giảng nào khác ngoài bài giảng đó là sự làm mẫu của lãnh đạo. Trả tiền tôi về, lần đầu tiên đi giảng không cần nói gì, làm mỗi câu nhận tiền đi về lớp thành công việc đó xong, rất đơn giản. Nào, vì vậy anh chị thêm tích câu chuyện thứ ba, câu chuyện toàn câu chuyện này anh chị thật sự đây là phần cực kỳ quan trọng. Câu chuyện thứ ba, tôi và chị mở một cửa hàng gội đầu cắt tóc máy lạnh ở nhà rất đông khách. Chị bảo Dũng là ta từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ tại đây, nhưng mọi nhân viên đó làm lắm nó không đào tạo được. Ta chỉ bảo nó rằng là gì, bây giờ các em là phải tập trung cho khách hàng, vì vậy trong giờ kể không có khách, bọn em vẫn phải đứng hướng ra cửa nhìn khách hàng ra vào là tức phục vụ họ ngay, tuyệt đối không được là gội đầu gội tóc cho nhau. Khách hàng đã phản ánh lại là nhiều khi các em gội đầu gội tóc cho nhau, khách hàng vào đang ngồi chờ mãi mà bọn em lại vừa phải gội đầu cho nhau, lại vừa nói xấu mẹ chồng, nói xấu chồng yếu bất lực, làm khách hàng đã cảm thấy môi trường văn hóa rất tệ. Vậy mà tôi nói mãi nhân viên nó không nghe, em về đào tạo cho chị. Tôi bảo lần này tôi rút kinh nghiệm, tới trước khi tôi về tôi hỏi chị một câu thôi, cái lúc mà chị có mặt tại cửa hàng ấy, chị có yêu cầu chúng nó gội đầu cho chị ạ? Chị bảo thằng này buồn cười, mẹ công ty của ta, cửa hàng của ta làm sao mà lại không cho gội đâu. Mình bảo ok rồi, thế bây giờ chị gội xong chị có trả tiền cho chúng nó? Chị bảo thằng này buồn cười nhỉ, tiền là tiền của ta luôn, tại sao ta lại phải trả? Mình bảo chị ạ, đầu chị vẫn có vấn đề, chị gội đầu cho chị được thì không cần nói, nhân viên nó sẽ tìm cách nó gội đầu cho nhau, với bà gội được mình gội được. Còn nếu chị gội mà chị trả tiền nó là bình thường, tối nay tiền cũng sẽ về với chị thôi, chị coi chị đây là một khách hàng bình thường được chưa? Xin lỗi chị, bố vào nó không dám gội đầu cho nhau được chưa? Em khẳng định chị được đấy. Vậy xin thưa các chị, đây là những câu chuyện tôi nói ra để chị thấy rằng rõ ràng là những câu chuyện làm gương cực kỳ quan trọng. Cấp độ số 2, cấp độ số 2, sau khi vượt qua cấp độ số 2 này rồi, anh chị thường xuyên làm gương mẫu mực như vậy rồi, anh chị sẽ tiếp tục lên cấp độ thứ 3, nó gọi là anh chị xây dựng được relationship, là các mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên, yêu thương người ta, gắn bó người ta như anh em trong nhà, vân 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 vân. Và cấp độ cuối cùng giống như cụ Hồ và cụ Võ Nguyên Giáp đạt được ấy, nó gọi là respect, sự tôn trọng, sự tôn thờ. Lúc bấy giờ thì xin lỗi anh chị có làm sai vài thứ người ta lại bỏ qua dễ dàng cho anh chị nhé. Thế bác Hồ hút thuốc lá ấy, ai bảo hút thuốc lá không tốt thì bác Hồ hút thuốc lá thì sao? Nên nghĩa là gì? Bác ngồi đó mênh mông bừng trắng, khói thuốc lá như là ý tưởng bác Lan. Từ lúc ấy bác này sẵn sàng là như là chấp nhận tất cả mọi thứ. Còn đây tổng giám đốc là yêu cầu là cả công ty không được hút thuốc, không được cháy nổ. Trong khi đó riêng phòng tổng đốc hút như là khói tàu hỏa, lại bảo mẹ riêng ta là cách. Thằng gọi nhân viên qua bảo anh cho em ghé vào em làm điếu. Rõ ràng nó không còn ý nghĩa của nó nữa. Vì vậy xin lỗi các anh chị. Nào, bây giờ đây dừng lại một chút. Anh chị em đang ở cấp độ nào đây? Cấp độ số này cái gì á? Mang quyền ra bắt. Mang quyền ra bắt. Không được anh chị em, thật sự thế. Tôi nhớ mãi câu chuyện ngày xưa bác tôi làm nhà máy xi măng Hoàng Thành cũng như vậy. Ông ấy chửi nhân viên suốt ngày vì tội ăn trộm ăn cắp. Bởi vì chị biết rồi, công nhân ấy mà, nó thường xuyên nó cho gọi như là xi măng vào trong bụng ấy, sau đó nó cho vào giày, nó đi ổ đi làm, nó đổ xi măng vào. Thời kỳ xi măng nó hiếm nó khó, sau đó đi về để cuối cùng là mang xi măng về nhà xây. Ông ấy chửi nó không ra gì bác ruột thôi về cái việc ăn cắp ăn trộm. Và cuối cùng là dẫn một loạt để ra xử lý. Ngay trước hội đồng có thằng đứng lên, dạ tôi ăn cắp xi măng, nhưng xi măng chúng ta còn làm được ra, nó chỉ là đồ rơi đồ vãi. Còn quản đốc của tôi là anh Phùng Mạnh Tiến, tức là bác ruột tôi là Phùng Mạnh Tiến, anh ấy hàng ngày đều lấy cái vỏ bao xi măng về cho vợ họ cắt quần áo. Cái vỏ bao xi măng nó làm cái đồ cắt quần áo mẫu nó tốt mà,
anh ấy còn gọi như là mang từng như vậy về, đương nhiên liên qua mặt chúng tôi, còn cái này chúng ta phải đi mua ở nơi khác về, cái này ăn chắc còn tệ hại hơn chúng tôi, vì vậy là tôi không bao giờ tuân thủ. Xin lỗi chị em bác, tôi là đến mất chức chỉ vì cái câu chuyện đấy, nhân viên nó làm như vậy. Vậy thì báo cáo anh chị em, những câu chuyện này là những câu chuyện mà nó là quá là đau lòng của chúng ta về vấn đề làm gương. Vậy nếu như anh chị đang làm góc độ này, tôi xin lỗi anh chị em chứ, cái yếu tố gắn bó và nghe lời đội ngũ cán bộ nhân viên là sẽ không có. Vậy thì ở đây nằm reflection, làm gương phải sẵn. Nếu làm được, tôi dám đảm bảo mọi chuyện sẽ khác. Thật sự đấy. Vì vậy ở đây có ba từ xin tên các chị. Đây, các cộng đồng đây. Right, reflection, relation, aspect. Tôi rất mong, tôi chưa mong anh chị lên đây. Nhưng có hai cái này là hai ngày bài giảng tôi sẽ tập trung vào đoạn việc này hôm nay. Là cái này và cái này. Hai cái này mà không làm được, thật sự nằm ở vị trí này thì con người ta là vận may anh chị. Nó càng nhận thức kém, tôi xin lỗi câu này nhé, đối tượng lao động càng nhận thức kém thì nó lại càng không sợ cái này, và nó chỉ muốn nhìn vào cái này thôi. Bây giờ cả đứng ra đường kia có một người dừng đèn đỏ là mọi người sẽ dừng theo, một thằng vượt đèn đỏ tất cả sẽ vượt theo ngay, chưa kể đấy là lãnh đạo quản lý của mình. Vậy xin lỗi chị, có hai góc độ này tôi muốn chị quan tâm. Vậy ở đây có ba từ trong tiếng Anh nữa tôi cần anh chị em nhớ để thể hiện vai trò quản lý của mình. Một, anh chị phải là người knows the way, tức là phải đi học, phải tự bồi dưỡng rèn luyện để trở thành người biết cách thức thực hiện vấn đề. Know the way rồi, anh chị phải là người show the way, tức là chỉ đạo và hướng dẫn cho anh em, đừng hóm giữ lại cho mình. Show the way rồi, anh chị phải là người go the way, tiên phong dẫn đầu đi về phía trước. Vì vậy xin thưa anh chị, ở đây cũng xin nhắc lại luôn, lãnh đạo và quản lý chúng ta hiện nay thường thiếu một trong ba yếu tố này. Có người thì không đâu rồi anh, toàn làm theo kinh nghiệm chủ nghĩa, vì vậy là làm cho anh em nó cảm thấy là bài chạy chịu đi học cái gì cả. Thứ hai học về rồi thì chẳng chịu sâu rồi quay thế nào, sâu xong rồi để bảo chúng mày làm đi, ta không làm đâu, không đâu rồi quay. Vì vậy làm quản lý phải có ba hoạt động cùng diễn ra song song, nâu rồi quay, sâu rồi quay và đâu rồi quay. Vì vậy trước khi tạo động lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên, phải cho nhân viên thấy rõ điều đó với các chị đã. Ngày ngày đến cơ quan với một niềm vui, ngày ngày đến cơ quan thì tinh thần trách nhiệm. Tôi nói nhé, ngay trong lời ăn tiếng nói của anh chị hiện nay là cũng có thể có vấn đề đấy. Làm quản lý, vậy mà đi họp chẳng hạn, đã không đi thì thôi, đi họp với thái độ nó phải vui vẻ, phấn khởi. Trước khi đi họp phải bảo ấy, họ, là quên tư vấn gì, là ai đi họp. Thế anh ấy ngồi dưới bảo, ồ, thế sao chị vẫn đi. Thế lúc sau về đấy, có gì nói buồn chết đi rồi, ống với cả tin. Thế tóm lại là gì? Cái đấy là ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới các chị đã đây. Việc tôi nhắc lại lần nữa là trước khi tạo ra một đội ngũ cán bộ nhân viên, hãy cho nhân viên thấy rõ điều đó ở các anh các chị. Sau thì khoảng trong lúc trà dư tiểu hậu ăn cơm lại ngồi nghĩ này, thì lại bảo nhân viên này chứ, làm may bây giờ khó khăn thế, chị làm quản lý mà chị thấy trả đủ thu nhập với gia đình, có khi thời gian sắp tới thì gia đình chị phải kiếm thêm ở ngoài hoặc là bỏ ngày khác ấy. Nói chuyện như thế tập tự anh em bên dưới đâu nghĩ vậy ngay, có cái gì đâu. Vậy thì ở cái chỗ này tôi xin nhắc lại là ba từ này cực kỳ quan trọng. Vậy ở đây trong khó khăn, tôi không dám nói là mình phú khó khăn, nhưng thật sự trong khó khăn thì vai trò anh chị còn được thể hiện hơn nữa. Cái hình ảnh này là hình ảnh của vị giáo sư từ Nhật Bản đưa cho chúng tôi và nói rằng khi mà đến đào tạo các doanh nghiệp Việt Nam mà nên nói cho họ vai trò của những người lãnh đạo đứng đầu tổ chức và đứng đầu có đơn vị là thế này. Sau Thế chiến thứ hai, đất nước rất khó khăn, máy móc không có, nhà xưởng không có, tiền bạc không có, xe pháo không có, con người không có, tóm lại chả có cái quẻ gì, nhưng vẫn có những người quản lý và lãnh đạo tiên phong dẫn đầu và dẫn dắt tất cả những khó khăn này. Thì xin thưa anh chị, doanh nghiệp này vẫn còn có 10.000 cơ hội để thành công. Còn nếu như cái vị quản lý này mà chui tuột về đằng sau, ngồi đằng sau thế này mà đổ lỗi cho khó khăn, thì xin thưa chỉ còn một cơ hội để thành công thôi. Vì vậy càng trong khó khăn thì vai trò người quản lý, người lãnh đạo càng được thể hiện. Còn nếu mà bây giờ mọi chuyện nó ok, tốt đẹp hết cả rồi, nhân sự thì tốt rồi, xe pháo đầy đủ, tiền bạc dồi dào rồi, thì cần ông này đến thế nào chứ. Vì vậy ở chỗ này tôi xin nhắc lại là vai trò tiên phong là cực kỳ quan trọng. Vì anh chị càng dẫn dắt nhiều khó khăn, anh chị càng thấy tốt vai trò của mình. Nên một lần nữa tôi có một khuyến nghị và đề nghị rất thật với chỗ anh Thắng và tất cả anh chị ở đây, đó là chọn những người đứng đầu phần nào thật sự phải là những người xứng đáng. Và không cần thiết người đó có thể là chuyên môn quá giỏi, nhưng tôi nghĩ là cần có tác phong và tư cách của người đứng đầu dẫn đầu thôi. Tiếp theo, ở đây tôi xin nhắc lại câu nói tôi định chia sẻ tại cái gọi như là cuốn sách sắp xuất bản của tôi là Lãnh đạo Việt Nam và Quản lý Việt Nam thời kỳ đổi mới. Đó là thế này, tôi đã đi rất nhiều nước, tôi gặp rất nhiều loại lãnh đạo khác nhau và những nhà quản lý khác nhau, và thật sự anh chị em rằng tôi thấy họ rất khác nhau về tính cách, về đặc điểm, về thái độ, về xuất thân, về rất nhiều thứ khác nhau, nhưng họ đều là những lãnh đạo hiệu quả. Vậy họ hiệu quả thế nào đây?
tất cả họ đều có điểm chung là luôn chấp nhận để tổ chức sát hạch năng lực của mình cùng đội ngũ nhân viên bằng hiệu quả công việc và luôn cố gắng làm những điều đúng đắn và dạy nhân viên làm những điều đúng đắn. Nếu không phải là những người này không bao giờ là lãnh đạo hiệu quả hết. Lãnh đạo hiệu quả có nghĩa rằng khi tổ chức gặp khó khăn là xung phong nhận nhiệm vụ đó về phía mình và thực hiện bằng được nó cùng với nỗ lực của mình và đội ngũ nhân viên, chứng minh nó bằng hiệu quả và nhắc lại hiệu quả đó là do cả tổ chức tôi dẫn dắt đạt được chứ không phải là một mình tôi. Và xin thưa các chị là gì? Luôn luôn cố gắng làm những điều đúng đắn và dạy nhân viên làm những điều đúng đắn. Còn quản lý nào lại dạy nhân viên làm điều không đúng thì xin lỗi anh chị em, không bao giờ là lãnh đạo hiệu quả được. Vì cái việc dạy nhân viên làm điều không đúng này có thể ngày hôm nay nó giúp ích cho anh chị ngày mai quật chết anh chị ngay tại đây. Tôi giống ví dụ này, một chị kế toán trưởng chưa gì đã dạy nhân viên khai khống hồ sơ, đi mua hóa đơn chứng từ rồi làm láo báo cáo.